Quý vị và các bạn thân mến, Thách Thức Danh Hài mùa 2 đã trở lại. Nếu như quý vị và các bạn đã từng yêu mến Trấn Thành và Việt Hương cùng với các bạn thí sinh ở mùa đầu tiên thì hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi ở mùa thứ 2 này nhé. Hấp dẫn hơn, sôi nổi hơn, hào hứng hơn và sẽ có nhiều bất ngờ hơn. Chúng tôi sẽ có cả một kênh YouTube đặc biệt dành cho ngạc nhiên chưa? Mời cả nhà đón xem Thách Thức Danh Hài mùa 2 với Trấn Thành và Việt Hương vào 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Nhớ đón xem.